tiểu sử Thọ Đại Úy, cháu ruột Năm Cam và hành trình trốn truy nã trong 3 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Ngoài tư cách là cháu ruột và cánh tay đắc lực của chùm xã hội đen Năm Cam, Thọ Đại Úy còn có ông bố là Bảy Sy, một sư phụ khét tiếng trong làng kỳ bẽo, cờ bạc, Sài Gòn từ trước ngày giải phóng. Không những học được thủ đoạn đỏ đen, Thọ còn thừa kế luôn máu giết người. Và để biết nhiều hơn về cuộc đời của một dân chơi từng làm điên đảo dưới giang hồ Sài Thành là như thế nào, xin mời quý vị và các bạn xem hết video này của chúng tôi. Thọ Đại Úy lớn lên cùng tội lỗi. Thọ Đại Úy tên thật là Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1958, là con của bà Trương Thị Sẩm, chị ruột trùm tội phạm Năm Cam. Cũng như Năm Cam, Thọ Đại Úy lớn lên trong sòng bạc, văn hóa cờ bạc thấm sâu vào máu thịt. Song song với việc sử dụng lực lượng bảo kê trấn áp bọn quậy phá sòng bạc, Thọ còn học được từ cha và cậu cách mua chuộc những ông cò để sòng bạc không bị làm khó dễ. Ngoài quan hệ cậu cháu, sau này Năm Cam tin dùng giao Thọ việc tổ chức và lo an ninh cho các sòng bạc, cũng vì Thọ quá dành nhiệm vụ đã được học tập, thực hành từ thuở ấu thơ. Những năm đầu giải phóng, Năm Cam, Bảy Sy sau thời kỳ vất vưởng đã trở lại mở sòng bạc ở khu Tôn Đản, quận 4. Một số tay cờ bạc lão luyện ở phía Bắc như Quốc Lủi, Thành Trân cũng về phụ cho sòng. Thọ Đại Úy lúc này đã lớn, được giao nhiệm vụ canh trèo, ngoại giao. Vợ Thọ được ưu tiên cho vay trong sòng, và chỉ sau 5 năm tái hoạt động sòng bạc, Năm Cam đã lùa một số tiền rất lớn vào túi mình. Ví dụ chỉ riêng tiền sâu ở sòng bạc Rolex, quận 8, mỗi tháng đã mua được vài căn nhà lầu mặt tiền. Trong thời gian sòng này tồn tại, từ năm 1993 đến năm 1995 thì nguồn thu của Năm Cam đáng được gọi là in bạc. Những đồng tiền bẩn giúp Năm Cam trở thành một nhân vật lớn trong giới giang hồ, có thể ra ân để thu nhận rất nhiều đệ tử. Đó cũng chính là những đồng tiền giúp Năm Cam trở thành chiến hữu của một số người trong các cơ quan bảo vệ pháp luật. Năm Cam bắt đầu được xưng tụng như vua của giới giang hồ. Những năm đầu tiên thập niên 90, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở nhiều đợt truy quét vào các băng nhóm, sòng bạc trong hệ thống tội phạm của Năm Cam. Hàng trăm đối tượng bị truy tố hoặc đưa đi cải tạo như băng nhóm của Tài Lùn, sòng bạc của Huỳnh Tì, Minh Ba Giá ở quận 1, sòng do Hà Trề tổ chức ở Gò Vấp, sòng của Lý Đôi, Thành Đô La, Đại Già ở Hóa An, Biên Hòa, rồi đến cả Năm Cam cũng bị bắt đưa đi cải tạo ở miền Bắc. Trong những năm 1995 đến 1997, Phan Thị Trúc, vợ của Năm Cam, cùng Hiệp Phò Mã lo tập trung chạy cứu Năm Cam ra khỏi trại cải tạo. Bảy Sy từ vị trí chủ sòng bị xuống cấp vì mất chỗ dựa của gã em rể, đã trở thành một con bạc khốn đốn, vay mượn tứ tung để đánh cầm hơi, giải nghiện. Thọ Đại Úy trở thành trụ cột cháo trống cho đại gia đình của ông trùm. Thọ vẫn móc nối với các đệ tử ruột của Năm Cam, tổ chức các sòng bạc di động ở Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Dương, Đồng Nai để thu tiền sâu nuôi Năm Cam trong trại cải tạo và gia đình bên ngoài. Bằng hoạt động này, coi như Thọ đã thay mặt Năm Cam tiếp tục điều hành giới giang hồ, chờ ngày chủ tướng trở về. Tháng 7 năm 1997, nhờ sự giúp đỡ của Trần Mai Hạnh, Phạm Sĩ Chiến, Nguyễn Thập Nhất, Trần Văn Thuyết, Năm Cam được tha trước thời hạn. Ngay khi vừa trở về Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 1997, Năm Cam đã chỉ đạo cho Thọ móc nối, tổ chức lại việc làm ăn. Thọ đã ra lệnh cho Lũng Đầu Bò, đang thụ án 13 năm tù, và Phạm Thái Hòa, tức Bò Lục, đang bị truy nã, tổ chức sòng bạc trong một con hẻm trên đường Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4. Mỗi ngày sòng bạc này phải cống nộp cho Thọ từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Hơn một năm sau đó, Năm Cam cơ bản đã dằn mặt xong những nhóm giang hồ nhân cơ hội ông trùm đi cải tạo, muốn ngoi lên. Các mối quan hệ cũ, có lúc sợ liên lụy mà tách rời, nay cũng nhập trở lại với Năm Cam. Thấy thời cơ đã đến, Năm Cam tổ chức hàng loạt sòng bạc ở nhiều quận nội ngoại thành, đồng thời bắt đầu thu bảo kê ở một số nhà hàng, vũ trường. Thọ Đại Úy được ông cậu tin tưởng giao cho việc đối ngoại vì hai lý do. Thứ nhất, Thọ chưa quá nổi danh giao búa và có bề ngoài nho nhã, dễ tiếp cận với giới công chức ở các cơ quan pháp luật. Thứ hai, Thọ quá nhuyễn trò lo lót và đã tích lũy các mối quan hệ loại này. Ở sòng sóc đĩa lớn nhất của Năm Cam, mỗi ngày các tay quản lý là Sáu Nhà, Thảo Ma trích ra 4 triệu đồng nộp cho Thọ. Riêng sòng tài xỉu của cô đệ, mỗi tuần Thọ lấy sâu 10 triệu đồng do cô đệ đưa cho Nguyễn Xuân Liệu, Liệu giao lại cho Thọ. Sau khi hoạt động ở sòng của cô đệ bị phản ánh trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 6 năm 2000, cô đệ hung hăng hăm dọa những người hắn nghi là cung cấp thông tin cho báo. Song Thọ tỏ ra lão luyện hơn nên yêu cầu cô đệ phải chuyển sòng về nhà của ba Mạnh trên đường Trần Nguyên Hãn, phường 13, quận 8, nơi Thọ đã trải thảm việc an ninh sòng. 3 ngày sau, Năm Cam thông qua Thọ chỉ đạo cô đệ phải đưa sòng tài xỉu trở lại hẻm 41 Cần Duộc, phường 12, quận 8. Vì khu vực nhà bà Mạnh đã có một sòng sóc đĩa của Sáu Nhà, Thảo Ma, thêm sòng tài xỉu này vào khác gì tuyên chiến với dư luận và pháp luật. Hơn nữa, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến các chiến hữu đang cố nhắm mắt, bịt tai cho sòng bạc hoạt động. Cô Đệ còn tổ chức một sòng bạc khác trên đường Đỗ Ngọc Thạch, phường 15, quận 5. Ngày 20 tháng 7 năm 2000, công an phường đã bắt quả tang hoạt động của sòng bạc cùng 9 đối tượng tham gia. Thế nhưng cô Đệ nhanh chân trốn thoát. Cũng thời gian này, Năm Cam phải đối phó với hàng loạt vấn đề đau đầu như bà Mạnh thua cá độ bóng đá hàng trăm triệu đồng đột tử. Sau khi chỉ đạo Hải Bánh bắn Dung Hà, Năm Cam luôn lo âu, căng thẳng sợ bị phát hiện. Nhưng điều buộc Năm Cam lo nghĩ nhiều hơn là vụ Thọ Đại Úy cùng con trai Nguyễn Hữu Thịnh kéo băng nhóm đánh nhau gây ra cái chết cho 2 nạn nhân. Trong đó có chiến sĩ công an Phan Lê Sơn trên đường Hải Triều, quận 1 vào đầu năm 2000. Theo kế hoạch của Năm Cam, Bảy Việt, Minh Bu phải gánh hết mọi tội lỗi để cứu cha con Thọ. Thọ đã cùng 2 đệ tử đưa Minh Bu lên biên giới Việt Nam, Campuchia để thủ tiêu Minh bịt đầu mối. Sau Minh Bu đã phát hiện âm mưu thâm độc này và kịp thời hóa giải. Qua vụ việc này, cùng với việc Thọ chỉ điểm cho Dung Hà tạt axit Lê Ngọc Lâm ở quận 10, vụ Thọ cầm đầu bằng giết 2 mạng người tại đường Hải Triều, có thể thấy Thọ không những học được thủ đoạn cờ bạc của Năm Cam, Bảy Sy mà còn thừa kế luôn bản chất giết người di truyền. Cũng như Năm Cam, Thọ luôn ẩn mình trong vẻ bề ngoài hiền lành, khum núm trước các quan hệ ngoài giang hồ để dễ bề thực hiện tội ác. Nhiều người trúng đạn của cậu cháu Năm Cam cũng vì mất cảnh giác trước vỏ bọc này. Ngày 9 tháng 10 năm 2001, sòng sóc đĩa lớn nhất của Năm Cam bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, bắt hơn 30 con bạc. Thảo Ma kịp bỏ trốn, song Cô Đệ và Thọ Đại Úy vẫn tin vào thế lực siêu phàm của Năm Cam có thể chuyển hóa tình huống nên ung dung tự tại. Đến ngày 12 tháng 12 năm 2001, Năm Cam và hàng loạt trợ thủ chủ chốt cũng xa lưới pháp luật. Biết ngày tàn đã tới, Thọ vội vã cùng vợ là Lê Thị Điệu và con trai 18 tuổi bỏ trốn. Sau đó Điệu quay về thành phố Hồ Chí Minh. Thọ Đại Úy và hành trình trốn chạy đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tội phạm của băng nhóm Năm Cam. Lại là kẻ cầm đầu trong vụ truy sát 2 anh Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 2 năm 2000. Thọ Đại Úy biết rất rõ sẽ có ngày bị pháp luật trừng trị. Vì thế ngay sau khi sòng bạc của Năm Cam ở đường Trần Nguyên Hãn, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh bị công an phá, Thọ Đại Úy đã lập tức cao chạy xa bay. Ngày 12 tháng 12 năm 2001, trùm Năm Cam bị bắt, những tên đàn em khác cũng lần lượt nối nhau vào tù. Thọ Đại Úy càng lặn không sủi tăm, cõng trên lưng 2 lệnh truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh về tội tổ chức đánh bạc và giết người. Sau một thời gian lần theo dấu vết và rà soát mọi mối quan hệ của đối tượng, trinh sát cảnh sát hình sự PC14 công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều khả năng Thọ đang lẩn trốn tại một địa điểm nào đó ở Trảng Bàng, Tây Ninh, nên đã giám sát mọi động tĩnh của gia đình y. 5 giờ chiều ngày 27 tháng 3 năm 2002, trinh sát phát hiện và bám theo khi vợ Thọ là Lê Thị Điệu và con gái là Trà Mi đón xe buýt đi về hướng Tây Ninh. 7 giờ tối, 2 mẹ con Thị Điệu xuống xe tại thị trấn Củ Chi. Chỉ sau 5 phút, 2 anh em Nguyễn Quốc Hội và Nguyễn Văn Việt đi 2 xe máy đến đón 2 mẹ con Điệu về nhà bà Lê Thị Khắc, chị bà con của Lê Thị Điệu, ở An Cuối, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh. Các trinh sát liền bám theo. Lúc đó trời mưa tầm tã và tối đen như mực. Để đối tượng khỏi nghi ngờ, họ giữ một khoảng cách đều đặn với xe của Hội và Việt. Lúc đó Nguyễn Văn Thọ đang ở trong nhà bà Khắc, thấy sau xe của Hội và Việt còn có một số đèn xe khác nên hắn sinh nghi, tức tốc bảo tên Hội chở mình theo ngả khác rời khỏi nhà ngay. Do đó khi đến nơi, trinh sát chỉ bắt gặp gia đình bà Khắc và mẹ con Lê Thị Điệu mà không thấy Thọ đâu cả. Thực chất tên tội phạm đã được đưa sang nhà ông Nguyễn Minh Quế, sinh năm 1952, ngụ ở tổ 12, ấp Bùng Binh, Đồn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh. Vợ ông Quế, bà Lê Thị Thơm trước đây cùng sinh sống ở quận 4, cạnh nhà Bảy Sy, tức Nguyễn Văn Sy, anh rể của Năm Cam, cha ruột của Thọ. Khoảng 1992, Thơm theo chồng lên Tây Ninh sinh sống bằng nghề trồng cao su, nhưng cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau nên thường về thành phố Hồ Chí Minh và được Thọ nhiều lần cho tiền. Vì ơn nghĩa, gia đình Quế Thơm đã không tố giác mà che giấu, cưu mang Thọ, dù biết y là tên trọng phạm đang bị truy nã. Đêm hôm đó Quế, Thọ, Hội còn mua 2 lít rượu về nhậu với nhau cho đến sáng. Ngày sớm hôm sau, Thọ yêu cầu Quế thuê một xe 15 chỗ để Thọ, Quế và con gái, con rể Quế đi viếng chùa ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Thọ Đại Úy dặn Quế cứ việc đi chùa, còn mình thì phải đi kiếm người quen. Hẹn gặp lại nhau lúc 5 giờ chiều. Thọ còn nhắc Quế cứ về Sài Gòn trước, nếu 5 giờ chưa thấy tôi quay lại. Rời khỏi nhà cha con Quế, Thọ đến nhà Huỳnh Ngọc Mai tại thôn Châu Long 6, thị xã Châu Đốc. Nhà bà Mai có tiệm tạp hóa khá lớn. Trước đây khi còn hưng thịnh, gia đình Năm Cam thường hay đi viếng chùa bà núi Sam. Nhiều lần ghé vào mua khô, cá lóc tại tiệm bà Mai nên quen biết. Vì sợ nên bà Mai không dám tố giác Thọ mà lập tức điện thoại cho ông bồ là Huỳnh Văn Đức ở tổ 6, ấp An Hòa, xã Bà Trúc, huyện Tri Tôn, An Giang Đức cũng đã từng quen biết Thọ qua Mai nên đến ngay để chở Thọ về nhà mình nhậu, không dám tố giác. Sáng hôm sau, Thọ bảo Đức lấy xe chở mình đi tìm người quen nhưng không gặp. Sau đó y bèn thuê một xe ô tô, một mình quay trở lại Sài Gòn. Đến trước bệnh viện Chợ Dẫy, hắn xuống xe và đi lang thang suốt đêm tại công viên Âu Lạc, quận 5. Lần tìm đến đây, trinh sát PC-14 mất dấu Nguyễn Văn Thọ. Sau nhiều lần truy bắt, lần theo dấu vết Thọ Đại Úy qua nhiều tỉnh từ Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai vẫn không tìm được tung tích. Ngày 15 tháng 4 năm 2002, phòng PC-14 quyết định thành lập chuyên án truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Thọ, giao cho đội 7, đội truy nã tổ chức phá án. Đến ngày 3 tháng 6 năm 2004, Năm Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, con trai của Thọ, bị thi hành án tử hình. Đoán rằng Thọ Đại Úy có khả năng sẽ cải trang, trà trộn vào trường bắn hoặc đám tang để nhìn mặt con lần cuối. Cơ quan công an quyết định cử người bám sát gia đình người thân của Thọ suốt ngày đêm. Hai hôm sau ngày án tử hình được thực hiện, gia đình Năm Cam, Nguyễn Hữu Thịnh đã nhận xác người thân về tổ chức hỏa thiêu mà bóng dáng Thọ vẫn không thấy đâu. Có điều lạ là hai chiếc xe tang chở thi hài Năm Cam và Thịnh, thay vì chạy thẳng lên nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa thì lại nối đuôi nhau chạy về hướng Đồng Nai. Trinh sát phát hiện ra xe chở quan tài Năm Cam dừng lại tại ngã ba Dầu Dây, trong khi xe chở quan tài Thịnh thì lùi lại cách đó chừng 1 cây số. Như vậy rất có thể Thọ Đại Úy đang lẩn trốn đâu đó quanh khu vực ngã ba Dầu Dây, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Hai chiếc xe tang chạy lên hướng này chắc chắn không ngoài mục đích để Thọ có thể được nhìn mặt người thân lần cuối. Tuy nhiên, dù bám rất kỹ, các trinh sát vẫn không phát hiện dấu vết hay xuất hiện của Thọ cạnh hai chiếc xe tang. Trong khi đó, khu vực khả nghi địa hình nhiều đồi dãy nên không biết chính xác Thọ lẩn trốn ở đâu. Do đó, toàn bộ các địa phương mà tên Thọ có thể lẩn trốn gồm các xã Đông Hòa, Trung Hòa, Tây Hòa, huyện Trảng Bom và Phước An, Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai đều được rà soát đồng loạt. Bên cạnh đó, một lần nữa, những mối quan hệ cũ của tên Thọ lại được rà soát lại. Ngày 1 tháng 8 năm 2004, ban chuyên án phát hiện ra Võ Thị Mai, thường gọi là Tuyết, sinh năm 1960, ngụ 49 trên 33A đường Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mai là phụ nữ đã ly dị chồng, có 2 con thì thằng con trai lớn đang thụ án 4 năm tù tại trại Chí Hòa vì tội cướp giật. Trước năm 1995, Mai bán quán nhậu trước sân khấu ca nhạc Trống Đồng, đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1, nên quen và nhanh chóng trở thành bồ nhí của Thọ Đại Úy. Thời gian gần đây, Mai thường một mình đi Đồng Nai thăm bà con một cách đáng ngờ. Khi đi, Mai luôn mua và mang theo hàng xấp báo cũ. Rất có thể đó là những chuyến đi thăm nuôi Thọ Đại Úy. Kế hoạch bám sát đối tượng Võ Thị Mai 24/24 giờ đã được ban chuyên án thông qua. 5:30 sáng ngày 15 tháng 8 năm 2004, Mai rời khỏi nhà và chạy thẳng về hướng Đồng Nai. Các trinh sát lập tức bám theo, các phân án đòn lõng cũng lập tức được giăng lên. Chạy đến ngã ba Đất Đỏ gần trường cơ giới 3 xa lộ Hà Nội, thuộc địa phận ấp Thanh Hòa, xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, thì Mai dừng lại ngay trước quán cà phê Mai Linh. Chừng 5 phút sau, một người đàn ông xuất hiện, trao đổi vài câu và trèo lên xe cho Mai trở đi về hướng rừng cao su. Xác định kẻ vừa xuất hiện chính là Thọ Đại Úy, các trinh sát PC-14 trên 8 xe gắn máy đã lao tới chụp lấy cổ đối tượng. Chỉ vùng vẫy một lát, Thọ Đại Úy đành chấp nhận tra tay vào còng, trong khi Thị Mai thì cố hô hoán để tìm cách giải thoát cho Thọ chạy, nhưng vô ích. Sau đó vào năm 2006, vụ án Thọ Đại Úy được đưa ra xét xử với mức án mà họ phải nhận là tử hình, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tiểu sử Thọ Đại Úy, cháu ruột của Năm Cam và hành trình trốn chạy truy nã trong 3 năm. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi, và nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ cho OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.